Cái này u lần này thôi, thật có nghĩa mình tự xử lý từ cái phạm vi này xuống đây. Nha. Qua đó được phạm vi này xuống đây. Qua đó được không? À, xuống đây chỗ đâu bấm, chỗ không bấm, bấm đâu nè. Cái qua mình cạo luôn á. Được. 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 Bấm. Rồi, đó là đúng giờ rồi. Đó là muốn bấm bấm rồi bấm. Khi nào thì các anh chị cũng canh theo độ dốc của chúng ta nào cho nó kỹ cái ba giới này. Để làm gì? Để cho nó nhất là kỹ hai, nhất là kỹ hai cái đầu gờ này nè, cái đầu gờ này chúng ta nè. Nó quay lên nè. Hai chồng nó đứng nó quay luôn rồi. Hai chồng nó quay. Khi chúng ta nào là chúng ta sẽ nạo một con lươn luôn, của hai đầu con lươn luôn, thì con lươn ở cách của cái đanh hậu và đanh tiền cứ khoảng cỡ 3 phân nữa đi, là các anh chị cứ nạo con lươn, nạo thẳng con lươn xuống luôn. Anh Thoa nha, mình cây mình lấy ra quá nhanh Thoa nha. Khi cái đưa máng vô thì các anh chị đúng rồi, chúng ta phải ướng cái máng, ướng cái máng xong rồi chúng ta chốt, rồi bắt đầu chúng ta kéo máng cho nó căng. Đó các anh chị không? Xem làm nha. Hàng năm cho Thoa lên tụt luôn đó nha. Thôi chết hay tự nhiên đó. Ê hai mà trong là bớt bớt cái điện thoại đó nha. Mẹ tao quay tao nộp bớt bớt điện thoại nó mày. Ngón tay không móc móc sao? Ngón tay đó. Nãy giờ móc đưa cái tay này vô đây. Quên móc rồi nữa rồi. Quên móc. Bẻ xuống rồi mình mới ấy được thôi. Cái nào để dân mỏng với chị. Thôi cứ bấm đi rồi. Gì nữa mỏng lên con đi mỏng chỉ. Đó chúng ta bấm. Quên cách móc rồi. Đây. Sâu vô móc sâu. Không. Rồi, không được. Nãy giờ rồi. Quên cách móc rồi, lâu quá không móc quên rồi. Quên rồi. Quên cách móc rồi. Lên. Thấy hải rồi nãy. Hải lên phát nhâm đốc hả? Chấm suối á. Rồi chúng ta bẻ xuống. Rồi chúng ta bẻ xuống xong bắt đầu chúng ta sẽ bấm cái góc nè. Đó, cái này hai kim rồi đó. Chốt hai kim ngay cái chỗ vị trí đó. Đó, thò cái tay vô nè, ấy vậy thôi nè. Đó. Đây nộp nó bắt thiết chỉnh luôn. Cái chỗ gấp con quay cái con lươn luôn nha. Cái chỗ cái con lươn này á phải trong cái góc đó, có nghĩa là cái con đúng cái rồi, góc này á con lươn này nó phải nằm cách cái góc này 2 phân rồi chúng ta đọc đây đó rồi đó là cái máng đây cái góc của Tho bấm cũng chưa đạt nữa bẻ đó là ha đó bẻ như vậy là Tho nè làm được không đó. Được việc đó nghe chốt hai kim ngay vị trí đó chỗ đó sao tàn le vậy đó đó nó là vậy đó chỗ này coi là vuông góc thành góc đó nó là thành một góc vuông ở vị trí này đó nãy là mình đưa thẳng rồi chưa còn về vấn đề cái cách chét keo thì các anh chị kéo khác xuống rồi chúng ta chét keo ha rồi cứ con lươn này là chúng ta chét từ cái máng này xuống từ cái máng này xuống qua khỏi cái đường cờ cào của năm nay nha đó y như là để khỏi đây. Tới đi bên này cẳng xuống tới đi luôn. Đó. Đó. Tính chị Hao nó bò xuống. Đó. Bò xuống. Tới đây là nó bò xuống tới đây. Rồi đó là cái cây của cái miệng cào ngửa. Rồi bây giờ sẽ qua cái miệng cào ấp.